Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ năm thường niên, ngày 8 tháng 2 năm 2022. Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ năm thường niên, ngày 8 tháng 2 năm 2022. Thưa anh chị em, người ta nói là hết mùng 10 mới là hết Tết, gọi là Tết cùng. Chúng ta đang ở trong ngày 8 tháng 2 Tây và 8 tháng Giêng ta. Xin chúc anh chị em những ngày đầu năm mới và cả năm nay tràn đầy ân phúc nơi lòng thương xót Chúa. Có lời truyền cầu của mẹ Maria. Và mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ cầu nguyện cho các bệnh nhân. Hiện thời chúng tôi đã có máy radio lòng thương xót Chúa với các bệnh nhân. Mời anh chị em có những người bệnh, như là những người nhiễm Covid, những người bị bại liệt, những người nằm bệnh lâu năm lâu tháng bị ung thư, liên lạc trực tiếp với chúng tôi để có những máy radio lòng thương xót Chúa cho bệnh nhân. Họ nghe, họ được an ủi, được nâng đỡ, thêm niềm tin và đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa lành. Nhưng cái căn bệnh mà nan y thì chỉ có Chúa ra tay, chứ còn con người là bó tay. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ năm thường niên. Bài đọc 1 nằm chẵn trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 8 câu 22 đến câu 23. Câu 27 đến câu 30. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi ấy vua Salomon đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, trước toàn thể cộng đồng Israel, giơ hai tay lên trời và thưa: Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài. Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất không? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây. Lạy Đức Chúa Thiên Chúa của con, xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khấn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán, danh ta sẽ ở đấy. Xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây. Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Israel dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời nơi Ngài ngự, xin lắng nghe và tha thứ. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ai. Mãnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả thâm con, tâm thân con cùng là tất dạ, những hướng lên Chúa trời hằng sông mà hơn hờ reo mừng. Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ai. Lạy Chúa tế càn khôn, là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ. Ngay chim sẻ còn tìm được mai âm, canh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa. Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ai. Phúc thay người ở trong thanh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Lạy Chúa là khiên mộc chờ che, xin thương xem nhìn đến gương mặt đấng Ngài đã sức giàu. Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ai.
Một ngày tại khuân viên thanh điện quý hơn cả ngàn ngày. Thà con ở cổng đền Thiên Chúa vẫn còn hơn sông trong trại ác nhân. Lạy Chúa Tế Càn Khôn, cung điện Ngài siết bao khả ai. Hallelujah, hallelujah. Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thanh y và thương ban cho con luật pháp Ngài. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco chương 7 câu 1 đến câu 13. Marco 7 1 đến 13. Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco. Khi ấy có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rửa nước rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén, bình, lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyên rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi. Và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông mà truyền lại cho nhau, mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà Đức Giêsu sống trong thời đại này, trong giáo hội, trong xã hội thời này, Ngài liệu có bị trầu trên thập giá lần nữa không? Bị không? Tại sao? Vì Ngài phải vâng lời Thiên Chúa Cha và chỉ nói những gì Thiên Chúa Cha bảo nói và phải nói, làm những gì Chúa Cha bảo làm và phải làm, chứ không tự ý làm gì mà do chính ý của riêng mình. Mà ý của Cha là Ngài phải nói, phải giảng, phải dạy, phải nói sự thật. Mà sự thật thì mất lòng, mà thật thà thì thua thiệt. Cho nên chấp nhận mất lòng để bảo vệ sự thật, nói lên sự thật, còn hơn là sợ mất lòng, lấy lòng, được lòng mà né tránh sự thật, hoặc là thê thảm hơn là bóp méo sự thật. Nhất là với những người có chức có quyền trong giáo hội, trong xã hội. Thôi, đừng có dạy mồm dạy miệng mà chết hay còn. Có nhiều người cũng khuyên tôi, chà, cẩn thận giữ mồm, giữ miệng. Chà, cứ nói vậy cho người ta ghét cho. Cứ nói chung chung thôi. Nói đại khái thôi. Cứ nói lơ lửng thôi. Còn cứ đi vào thực tế từng vấn đề. Đụng chạm lắm, dễ đụng chạm lắm rồi người ta ghét. Ngay cả cái đấng các bậc cũng chẳng thích gì đâu. Nghe được không? Được ấy chứ. Nếu mà khôn ngoan thế gian thì là chọn con đường đó. Con đường an toàn, có đường yên thân và tiến thân nữa. Tiến thân, vì được lòng những người trên thì mới có cơ may mà đi lên. Còn mà cứ nói gọi là toạc móng heo, cứ nói sự thật
thì mất lòng. Mà mất lòng cấp trên thì muôn đời lục quân không bao giờ ngóc đầu lên được. Mục đích Giê-xu cũng lựa chọn. Lựa chọn là phải vâng thánh ý Chúa Cha. Ta không làm gì, nói gì theo ý mình mà Cha bảo sao thì con ấy vậy. Mà Đức Giê-xu dám trả lời người ta. Ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả. Các ông này là ai? Là những người Pha-ri-siêu, là những kinh sư. Chứ đâu phải là người thường, đâu phải dân thường, những người có chức có quyền, mặt đạo mặt đời. Ấy vậy mà dám bảo các ông là những kẻ đạo đức giả. Isaiah thật nói rất đúng khi viết rằng dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Thánh Gioan Tông Đồ nói anh em đừng yêu bằng đầu môi chót lưỡi, mà hãy yêu bằng trái tim và bằng hành động. Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng mà lòng ấy thì xa ta. Cái này thì chẳng phải đối với Chúa và đối với con người, đối nhân xử thế, người ta cũng như vậy. Có những người đến môi miệng lắm, thưa cha, vâng ạ, à, kính kính bẩm bẩm, môi miệng thôi. Mà lòng ấy thì coi thường, lòng ấy thì sau lưng mình giơ nắm đấm không chừng nha, coi chừng đó nha. Nhưng mà trước mặt, vâng, dạ vâng. Lúc nãy có một xe chở cả gia đình, nói chung anh từ mãi Biên Hòa đến. Bảo cái gì đấy, bảo con đem gỏi cá đến. Bảo quá tốt, gỏi cá. Gọi về cái Biên Hòa, Tân Mai thì nổi tiếng rồi. Đến gặp cả vợ chồng con cái cháu chắt đến. Vui lắm. Bảo Tết giờ, năm nay mới được lên gặp cha. Mà những người này thưa anh chị em, mình bạn bảo thưa cha, mấy người này là theo mình từ Chí Hòa đó cha, hơn 10 năm rồi, chinh chiến. Lúc mình thăng, lúc mình trầm, lúc mình lên, lúc mình xuống, lúc mình công khai, lúc mình ẩn giật, lén lút, lúc nào họ cũng trung thành. Họ không như những người khác. Lúc mà cha đang hoạt động công khai, mà đang hoạt động mạnh thì lúc nào cũng bu vào cha cha con, nói ngon, nói ngọt lắm. Nhưng mà lúc mà mình bị sa cơ thất thế, lúc mình bị ma quỷ nó dập cho te tua, ngó quay ngó lại, có mấy người đâu. Họ chỉ thương mình bằng môi bằng miệng mà lòng thì xa. Còn những con người này, rồi có những người nhà quê này này, có những người mà học thức thấp này, bình dân này, trung thành. Còn lúc nào cũng theo dõi cha trên mạng, cha đi lên, đi xuống, đi đâu, làm gì, chúng con biết và cầu nguyện, hiệp thông với cha. Ngày nào cũng nghe bài giảng. Thằng bé con tót tót 4 năm tuổi, chạy tót 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 tót, cha nhớ thằng này không? Bảo nào, cháu gì 4 năm đứa, 6, 7 đứa, hay mình nhớ được đứa nào và đứa nào. Và thằng này Tết năm ngoái, thì con lên đây nè, con đưa gỏi cá lên đó. Rồi nó ua ú ớ không nói được á. Cháu nội con sợ quá, bảo chắc nó bị câm hay nó bị ngọng ngẹo gì đó, không nói được, ua ớ ớ ớ quậy quậy quậy. Rồi con nhờ cha cầu nguyện, được cả gia đình cầu nguyện cho nhớ. Bây giờ không những nói tiếng Việt mà nói cả tiếng Mỹ nữa, tiếng Anh nữa. Chạy cha đọc lạy cha hàng yêu con xin dâng lên cha vì của khôn an đau thương, rất ngon. Thì những con người mà họ cứ đơn sơ như vậy, họ trung thành với mình, thì chắc chắn là họ sẽ trung thành với Chúa và đến với mình bằng tấm lòng. Khi mình biết ai là người thật lòng, Chúa nói với Faustina, đau khổ sẽ giúp con nhận ra cái điều đó. Đau khổ nó có giá trị vô cùng. Vì chính trong đau khổ con mới biết ai là bạn thật của con. Người ta chỉ phò người đang là lên chứ ai phò người xuống bao giờ, phải không? Anh có bao giờ đi phò một tên nó bị phá sản không? Chị có bao giờ đi phò một người mà sa cơ thất thế đâu? Ấy vậy mà qua đau khổ tôi nhận được những người bạn suốt 10 năm nay vẫn trung thành. Ở nước ngoài cũng vậy, có những người đều đặn
tháng nào người bác ái, dù thế nào con biết cha vẫn làm bác ái, dù thế nào con vẫn cứ phải có cái 200 đó là chắc chắn là để dành làm bác ái gửi về suốt 10 năm trời. Không phải những người mà trước khi đi nước ngoài thì xin khấn để có visa, khấn sốt sáng lắm, sang đó cũng tạ ơn Chúa, rồi xong đó thì được ai nấy đi. Nhiều lắm thưa anh chị em. Hoặc là những người mà lúc họ khốn khó thì họ chạy đến với mình, mà lúc làm ăn được thì bây giờ là mấy chục tỷ đó cha, lúc đến hứa, còn hứa với cha, 2-3 đại gia đến, này nó đến hứa với cha nè, mày hứa với cha đi, cha cứ an tâm, ốc là lòng thương xót của cha là để con bao trọn. Bảo giờ đang có dự án này, điện, rác, cái gì tùm lum la, không biết. Rồi xin Chúa chúc lành cho dự án, gọi là dự án lòng thương xót, cái gì cũng lòng thương xót, nói rất ngon. Bây giờ, hai vợ chồng đến chúc Tết, cha cứ nhớ cái ông đó, mà biết trời ông đó, tôi quá quen đi. Bây giờ giàu lắm trời, mới mua căn nhà 50-60 tỷ, giờ nó mấy cả ngàn tỷ trong tay. Bảo vệ nhắc lại ông dùng nha, ông hứa với Chúa nha, chứ không phải hứa tôi ạ. Hứa là dự án lòng thương cho Chúa để con là lo đó. Mà Chúa lo cho con được cái dự án này thì con lo lại cho Chúa dự án lòng thương xót. Sao? Bây giờ sao rồi? Chờ tới giờ ông thấy im ro. Dân này thờ ta bằng môi bằng miệng thôi, bôi nước bọt thôi, mà lòng ấy thì xa ta. Có những anh chị em ngoại đạo dễ thương lắm, vẫn cứ trung thành như vậy, con vẫn lần chuỗi như thế, con vẫn đi kiếm máy con nghe, con vẫn đi tìm sách con đọc, vẫn lên mạng con nghe cha giảng, mà con vẫn giữ đúng lời hứa là ba kinh kính mừng mỗi tối cho cha. Từ hồi chia tay tới giờ, chia tay Chiếu Hòa một lần, chia tay thứ hai là giáo điểm tin mừng, chia tay lần đầu là ở nhà thờ Huyện Sĩ, ba lần chia tay vẫn chỉ xin nhớ đến tôi thì ba kinh kính mừng. Và chuỗi lòng thương xót 3 giờ thì khỏi nói rồi. Vì hiệp thông mà. Hồi sáng Chủ nhật, cận Tết, các cha thì đi, người đi mục vụ, người thăm gia đình, người về quê, lên nhà nguyện, đặt bàn thờ Chúa lên, hoa nến xong rồi quỳ mình. Một mình cũng làm suốt như vậy, mình phải trung thành với công việc đó. Không phải bằng môi, bằng miệng, bằng cả tấm lòng của mình đến. Dù không có ai con đã nói với Chúa rồi, con có ai con đến với Chúa, mà 3 giờ chiều, Tết nhất cũng vậy thôi. Ai muốn đi tiệc tùng gì? Mấy người gửi bảo hôm nay họ đi mời các cha, các thầy đi ra nhà hàng này, nhà hàng kia. Tôi nói xin cảm ơn. Tùng đi. Vì mỗi lần đi nhà hàng ăn thì lại nghĩ đến những người nghèo khổ, mình ăn nó không ngon, vậy thôi. Thôi, chấp nhận. Ở nhà ăn củ khoai mà thấy nó vui, thanh thản để giữ cái giờ 3 giờ chầu. Đến với Chúa bằng tất cả trái tim, trái tim tan nát, trái tim tội lỗi, trái tim yếu đuối, trái tim bệnh hoạn cũng cứ đến. Thưa anh chị em, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Con người mình đối xử với nhau cũng vậy. Đôi khi ta đến với nhau chỉ có khi bằng đồng tiền, bằng danh vọng, bằng chức tước, bằng địa vị, còn tấm lòng thì sao? Cứ lúc mà gian khổ thì hạt muối cắn đôi, mà lúc mà lên đời ấy thì hòn đường, cục đường nuốt trọn. Thế thôi. Cho nên tôi thấy có những anh em cứ lặn lội theo suốt 10 năm trời. Từ lúc còn đang thanh niên mà 10 năm trước mà 30-40 vác bao gạo chạy ton ton. Bây giờ thì không chạy ton ton được nữa. Bảo con bây giờ lên lầu chân cũng yếu rồi, không vác bao gạo được nữa, vác chừng 10-20 kg thôi. Xưa vác 50 kg còn được, bây giờ thua rồi. Nhưng mà con vẫn không bỏ, không bỏ Chúa. Và không bỏ Chúa thì con không bỏ cha. Đấy thưa anh chị em, có những cái mối tình, tình bằng hữu nó quý lắm. Không có phân biệt là nam hay là nữ, giàu hay nghèo, sang hay hèn,
tấm lòng mình đến với nhau đâu cần phải sang hèn hay là danh vọng chức tước địa vị. Nhưng mà có những người nói thì ngon lắm, thề non hẹn biển, kết nghĩa vườn đào, vườn hồng, vườn đủ thứ. Nhưng mà rồi chỉ là môi mép thôi, môi miệng thôi. Lúc mà gian khổ quay lại không có một người bạn. Lúc mà cả thế giới súng vào sâu xé mình thì lúc đó mình mới thấy rằng là chỉ còn có Chúa. Mà nó sướng lắm. Cho dù cha mẹ có bỏ tôi rồi vẫn còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Đấy. Cho nên đến với lòng thương xót Chúa là Chúa, là Chúa nói với Faustina là ta cần cái tấm lòng. Ta không cần thành quả. Ta thưởng công cho con không phải bởi thành quả những việc con làm, nhưng mà bởi những hy sinh, những vất vả và lòng yêu mến của con khi làm cái công việc đó. Cho nên anh em chúng tôi làm cũng vậy thôi. Thành quả có được là bao, nhưng mà những hy sinh, những vất vả anh em gắn bó với nhau để làm vì Chúa, vì lòng thương xót Chúa, chỉ với một mục đích duy nhất là loan truyền lòng Chúa thương xót. Cho nên bài đọc 1 chúng ta thấy là Solomon cầu nguyện trước bàn thờ Chúa. Cái câu mà chúng ta hay thấy lời cầu nguyện này họ hay gắn vào các gia đình, nhất là tân gia, là xin Ngài để mắt đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này. Trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 8 câu 29, hay tân gia đó, xin Ngài để mắt đến ngôi nhà này, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán danh ta sẽ ở đấy, xin Ngài lắng nghe lời nguyện của tôi tới Ngài dâng ở nơi này. Xin nghe lời nài van của tôi tới Ngài và của Israel dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời nơi Ngài ngự, xin lắng nghe và tha thứ. Cầu nguyện, Solomon cầu nguyện với tất cả tấm lòng của mình khi đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, trước toàn thể cộng đồng, giơ hai tay lên trời và cầu nguyện. Giơ tay lên trời cầu nguyện có gì là sai? Giơ tay lên trời lần Chúa lòng thương xót Chúa sai ở chỗ nào? Mình kết hợp với cái hy sinh, mình bỏ tay xuôi, mình khoanh tay thì nó đỡ mỏi tay chứ phải không? Khi mà Moses cầu nguyện trên núi, ông giang tay, ở dưới thì do duệ chiến đấu đó. Mỗi lần ông giơ tay cao lên thì do duệ thắng quân thù, mỗi lần ông mỏi, ông buông xuông tay xuống thì do duệ lại thua, lại rùi lại. Cuối cùng người ta phải kê hai hòn đá hai bên để Moses giang tay lên và do duệ ở phía dưới đánh thắng quân thù. Thì lời cầu nguyện của mình, chuỗi lòng thương xót mà mình dâng lên Chúa, Chúa mân côi những lời cầu nguyện của mình kèm với những hy sinh. Những hy sinh nhỏ là thay vì mình khoanh tay thì mình giang tay ra. Mà dĩ nhiên mình không phải là mình đọc kinh cho to, mình giơ tay cho cao để ta đây là đạo đức đấy nha, về quà kho nà đao thơ hăng quà cho Giê-xu, gầm lên rồi cho mọi người nghe nó thật là nổi lên. Thì lại dân này thờ ta bằng môi bằng miệng thôi, lúc khó khăn là bỏ chạy liền. Những người mà nói hăng lắm thì cha, chúng con sẽ trung thủy với cha, con sẽ trung thành với cha, con không bỏ cha, vừa thấy đánh rắn ra động cỏ chạy mất tiêu. Quay đi quay lại chả thấy đâu cả, thôi thà bỏ chạy còn hơn là đâm sau lưng chiến sĩ. Có những người còn thâm độc hơn là vẫn phò mình, nhưng mà để mà thu nhập tin tức kinh hơn, để đâm sau lưng chiến sĩ, gọi là gì đó, gọi là mật vụ hay là nằm vùng, đó còn kinh khủng hơn nữa, để cung cấp thông tin cho phía bên kẻ thù. Những cái bí mật gì moi hết ra để làm cái gì vậy thưa anh chị em? Cho nên khi mà Solomon đứng trước bàn thờ Chúa cầu nguyện là cầu nguyện với tất cả trái tim của mình, cầu nguyện với tất cả tâm lòng tha thiết khẩn nài lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, chốn trời cao cũng như đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài. Chúa vẫn giữ giao ước nếu họ vẫn trung thành, vẫn một lòng một dạ theo Chúa, chứ không phải là lúc mà được ơn thì theo, mà lúc không được ơn thì bỏ.
hay là lúc cần thì chạy đến với Chúa xin khấn nài van, còn lúc mà không cần thì lại thôi bye bye, bye bye, đường ai nấy đi. Có những người trai khấn nài khấn cấp, khấn khẩn cấp cho con, khấn emergency, khấn còn khấn emergency. Lúc mà khấn xong được ơn rồi thấy vẫn không thấy gì cả, không thấy một lời tạ ơn, không thấy tung hô ngợi khen Chúa gì cả. Rồi ít lúc sau lại khấn ơn mình emergency, cứ có vụ việc thì lại chạy đến gõ cửa. Chẳng nhẽ Chúa lại là cái người mà luôn luôn là dạ thưa có em, rồi mình xuống sai khi mình sai khiến Chúa làm gì Chúa làm cái đó sao? Vậy thì có phải là tấm lòng của mình đến với Chúa thật hay không? Hay vẫn chỉ là môi miệng mà thôi, lòng thì xa ta? Tôi thấy Solomon cầu nguyện, có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà mà con xây đây. Đúng thật, đất là bệ kê chân Chúa mà, cái ngôi nhà mà gọi là ngôi đền thờ mà Solomon xây có đáng để cho Chúa ngự hay không? Lạy Đức Chúa Thiên Chúa của con, xin đoái đến lời tôi tới Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tới Ngài dâng lên trước tôn nhan hôm nay. Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này. Xin lắng nghe lời nguyện tôi tới Ngài dâng ở nơi đây. Đấy, cầu nguyện với tất cả tấm lòng, có nơi để cầu nguyện, có nơi để dâng lên Thiên Chúa những lời khấn cầu, có nơi để tụ họp dân chúng mà cầu nguyện. Đó cũng là khát vọng của chúng ta. Có nơi, có một ốc đảo lòng thương xót Chúa để cùng họp nhau mà cầu nguyện. Mà chúng con biết rằng là chẳng có nơi nào xứng đáng để cho Chúa. Vì trời là ngai của Chúa, đất là bệ kê chân Chúa mà. Chúa cả trời đất mà. Nhưng mà vì lòng thương xót chúng con, vì yêu thương chúng con, vì muốn ở với chúng con, cho nên Chúa ngự trong ngôi nhà này, ngôi nhà của anh chị em, gia đình của mình. Khẩn nài Chúa ngự trong gia đình của anh chị em. Ngôi nhà là tâm hồn của anh chị em. Xin Chúa ngự trong tâm hồn anh chị em. Xin Chúa cho con đến với Chúa, yêu Chúa bằng trái tim, dù là trái tim tội lỗi tan nát cũng được, nhưng mà là thật lòng. Chúa không cần của lễ, nhưng mà Chúa đón nhận tấm lòng tan nát khiêm cung. Mời anh chị em đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em một năm mới vui tươi và bình an. Trong vòng tay của Chúa.